Nào ra đây solo nào, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Tia trọng lực, Panther tia trọng lực. Ôi ngon. Thế thì anh bạn xác định luôn đi, chứ còn gì nữa. Xin chào mọi người, chào mừng đã quay trở lại kênh của mình. Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử combo đó chính là Aryan với hai khẩu siêu pháo 12 nhé. Như đợt trước mình nói rồi, M12 rất là khỏe, thế còn vậy siêu pháo 12 thì sao? Trong video đó mình cũng đánh giá rất là cao, vậy cao để đến mức nào? Các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nha. Cái gì đây? Chả, mình chả biết á. Ra, chịu nha. Mình là mình chịu luôn. Chả biết đọc thế nào đâu. Giờ đây chút xíu này. Đi này hơi nguy hiểm nhá. Đi này hơi... Ok à. Đây này. Ôi nó chưa đến. Nhanh lên, ra đây. Còn ra đây nhá. Thế chứ. Đâu rồi. Đây đây, anh bạn này chơi minigun á. Chơi minigun thì trúng bài rồi. Rồi anh em mình phải nhìn xem nào. Đợi lên nha. À. Này này thì chơi pháo xoáy này. Cười lên bạn ơi, cười lên bạn ơi. Cười lên nhá. Đâu rồi. À, con này có được rồi bạn ơi. Một. Con này. Hai. Ngon. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Đây này này. Rồi lên không, lên không. Cái này mình nghĩ mình lên là mình thua kèo đấy. Đấy, đấy, biết ngay mà. Bình tĩnh nha, sợ lắm. Cứ bình tĩnh. Mình cam đây được rồi. Phóng cái dấu ấn cái nào. Một, rồi không được. Rồi con này có đi ra đây không? Cẩn thận bị cay đấy nè. Ok nha. Các thương rất là bá cháy nhá. Con này nó chưa bắn tiền này. Kiểm thật chút xíu thôi. Rồi nha. 121k, ok con này. Rồi nha. Đây 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 đây, hai con này nhưng mà mình chưa hồi kỹ năng á. Rồi rồi, xác định luôn. Ngon, ngon. Ok ok, vướng quá. Ok. Không nhìn thấy cái gì cả, rồi. Đây này, đây này. Đây có một con bên này này. Đợi nha, đợi nha, đợi nha. Rồi, rồi nha. Ô, anh bạn này ở đây này. Thấy chưa? À. Này, ôi không được, không được, không được. Không ổn này, bình tĩnh. Mình nghĩ là mình cứ bình tĩnh cái đã. Con này đi ra đó. Một nha, 100, cứ toàn 120 thôi. Đợi con này đi ra nha. Con này đi ra cho anh bạn này bắn đấy. Găm gió ấn đi. Rồi, rồi. Nãy thì đứng ở đây mà. Xong bức tường đây đúng không? Chuẩn luôn rồi. Đấy, vẫn đứng sau cái bức tường kia. Khỏe thật các bạn ạ. Đây, 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 đây. Cơ hội của mình nha. Cơ hội, cơ hội, cơ hội, cơ hội. Đấy không đây. Kìa, ra đây. Nào ra đây solo nào, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Khó đấy, khó đấy, khó đấy. Ra tiếp này. Con gì đây, Panther đúng không? Biết ngay mà. Được ngay, chuẩn luôn. Chớp thời cơ anh bạn này bung hàng rào ra cái là mình bắn được đấy mà. Tôi nghĩ là đủ nha. Tiếp tục ra đây đúng không? Con gì đây? Ồ, chạy nhanh thế. Chạy nhanh thế. Thôi rồi. Ra đây, đường cùng rồi, đường cùng rồi. Ui, không kịp. Mười bốn điểm các bạn ạ. Khỏe đấy. Sách. Cái quái nào. Ok, để xem anh bạn ấy như thế nào nhá. Một rồi, quá tuyệt vời luôn. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Được rồi, anh bạn là... Rồi 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 rồi, đau nha, đau nha. Đây đây. Tia trọng lực, Panther tia trọng lực. Ôi ngon. Thế thì anh bạn xác định luôn đi, chứ còn gì nữa. Thế thì anh bạn xác định luôn chứ còn gì nữa. Mình nghĩ đứng ở đây không thơm cho lắm. Thực sự mình nghĩ là... Ôi,
chơi cối rồi, thế này thì hỏng rồi, hỏng. Ai chơi game lại chơi cối bao giờ chưa? Cái này thì hỏng, hỏng bét luôn. Rồi nha. Yo. Ôi, chắc là không sao đâu nhở. Chắc là không sao đâu, đúng không? Ừ, như vậy. Ok. Còn con này nữa này. Ra đây, đi ra đây. Đi ra đây con. Được này. Rồi đây con con. Ô, dính dấu ấn rồi nhưng mà. Rồi được nha. Rồi nha. Đẹp đấy. Không biết là con anh bạn kia dùng cối đã bị hạ chưa nhỉ. Cái này mình không tự tin cho lắm nhé. Ok ok ok. Thơm. Đi ra đây. Mình cần một cái tầm nhìn thật là tốt, chuẩn luôn. Đây này này. Tầm nhìn tốt, chuẩn luôn, tuyệt vời. Còn cối không? Hình như vẫn còn thì phải á. Nên mình cũng không dám. Hết cối chưa? Hết cối rồi đúng không? Không biết nữa. Rồi nha. Ok ok ok. Ngon. Ui, vẫn còn cối á. Cối vẫn đứng ở đây này. Cối vẫn đứng ở trong kia. Ok kìa. Ê. Hơi chán cái pha đó nhỉ. Không thấy ném cối nữa nhỉ. Hay là AFK rồi. Không thấy ném cối nữa. Đợi hết cái khiên vòm của con này đã nhá. Lắm khiên quá. Hình như AFK rồi đúng không? Kiểu này là AFK rồi. Chuẩn luôn. AFK này. Trên đây là hai bản đấu của mình thể hiện một phần nào đó sức mạnh của combo này. Ở đây xem pháo của mình mới level 2 thôi, level 2 của 6 sao thôi. Lên sao tím và cái ghép full hơn nữa thì sức mạnh của nó còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Nhưng ở thời điểm hiện tại mình cũng khá là hài lòng với combo này. Vẫn có một số trường hợp mình không thể tiếp tục được đối thủ ngay. Tuy nhiên hầu hết những cái mục tiêu gặp mình ấy, có dấu ấn ấy, đều là một phát là bay màu luôn. Đây cũng là một sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn nếu như mọi người đam mê siêu pháo nhé. Và nếu thấy video hay đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.